Thưa quý vị, như truyền hình thông tấn đã phản ánh trong các bản tin trước đây, tình trạng xe quá tải phá đê, tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép, chạm trộn bê tông trái phép đã diễn ra trong một thời gian dài tại hai huyện Thường Tín và Phú Xuyên của thành phố Hà Nội nhưng vẫn không bị xử lý. Vậy tại sao các cơ quan quản lý nhà nước lại không thể xử lý được vấn đề này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là trạm trộn bê tông không phép được dựng lên trong hành lang thoát lũ sông Hồng tại xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Trong buổi kiểm tra của Phòng Quản lý Đô thị huyện Phú Xuyên, chủ cơ sở này cho biết đã chấp hành các quy định của nhà nước về môi trường, đê điều và tải trọng trên đê. Phòng Tài nguyên Môi trường và cái bên môi trường đã về lấy hồ sơ. Nhà ta đang hoàn thiện, chỉ dẫn cho chúng tôi hoàn thiện nốt là chúng tôi không còn thiếu cái gì. Đến thời điểm này là Phú Xuyên không còn những cái trường hợp xe quá khổ quá tải. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, một xe bồn chở xi măng rời có tải trọng gấp 4 lần tải trọng cho phép của đê sông Hồng đã chạy từ ngoài đường 429 lên đê vào trạm trộn bê tông này. Phóng viên truyền hình thông tấn đã thông báo cho đội thanh tra giao thông huyện Phú Xuyên. Thế nhưng thanh tra giao thông cho rằng không thể xử lý được trường hợp này. Với những cái trường hợp mà nó đã đi nó vào bãi này rồi thì là toàn bộ là anh em thanh tra giao thông không có nhiệm vụ quyền hạn để xử phạt. Hợp đồng thuê đất số 2 ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Xuyên với hộ gia đình ông Hoàng Văn Bưng ghi rõ cho hộ ông Bưng thuê 5.855 m² đất bãi ven đê để sử dụng vào mục đích đầu tư cải tạo nâng cấp bến đầu ngang sông Hồng tại xã Văn Nhân phục vụ giao thông trên địa bàn huyện. Thời hạn thuê đất là 30 năm và việc sử dụng đất phải đúng với mục đích. Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Xuyên, vì chủ hộ được thuê đất không thực hiện đúng mục đích trong hợp đồng thuê đất là đầu tư cải tạo nâng cấp bến đỏ ngang mà lại dựng trạm trộn bê tông, vi phạm hành lang thoát lũ sông Hồng, nên Phòng Tài nguyên và Môi trường cũng không thể xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án này. Ở đây thì có lý do là liên quan đến không gian thoát lũ, thứ hai là cái nội dung mục đích sử dụng đất trong cái việc thực hiện của hộ ông Vương. Thế do vậy là chúng tôi cũng không thực hiện việc thẩm định và để tham mưu Ủy ban dân huyện ban hành cái cấp phép cái thủ tục về môi trường đối với cơ sở xuất bê tông này. Ngày 24 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên có văn bản xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho ý kiến về việc chuyển đổi 3.300 m² đất từ diện tích đất cải tạo nâng cấp đào ngang thành khu sản xuất gạch không nung. Đến ngày 24 tháng 8 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên lại tiếp tục có văn bản xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đặt trạm trộn bê tông tươi tại vị trí trên. Điều đáng nói là thay vì ra văn bản ngăn chặn việc dựng trạm trộn bê tông trái phép trên hành lang thoát lũ sông Hồng thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại có văn bản trả lời huyện Phú Xuyên với các nội dung tạo điều kiện cho trạm trộn bê tông này hoạt động.